Mỗi một nơi thì giá cái củ sắn dây tươi nó sẽ khác nhau, phụ thuộc vào cái đất trồng, khí hậu và cái giống sắn dây. Ví dụ giống sắn dây cao sản thì sẽ giá sẽ rẻ, còn giống sắn dây như kiểu ta nguyên chất như đằng sau nhà mình ấy, thì sẽ đắt hơn rất là nhiều. Ví dụ nhá, cái năm vừa rồi, năm 2022, 2023 ấy, thì củ rất là đắt. Ví dụ ở những cái nơi khác ấy, mấy cây củ sắn dây ta nguyên chất của nơi khác thôi nhá, là rơi vào tầm 14-15 nghìn một cân này. Còn cái củ nhà mình, cái củ mà sắn dây, bột sắn dây Kinh Môn nhà mình sẽ rơi vào gần 30 nghìn. Thì nguyên tiền nguyên liệu không ấy, đã gần 150 nghìn, 140 nghìn. Thì sẽ không có bao giờ có bột sắn dây giá rẻ các